lần mà. Ờ bác. Bố mẹ về à? Ừ. Ui mấy kìa. Cầm. Mèo đâu? Nó xuống rồi. Này. Rồi. Đó, nó bắn ở trên đấy ạ. Bắn ở nhà ở đâu cái hồ? Hồ Tam Bạc đó. Đâu à? Ừ đây là hồ đào sao? Hồ đào. Vâng, ở thành phố ạ. Thành phố không đẹp bằng hồ đào. Ừ. Khách sạn Hải Phòng cũng bắn mà. Vâng ạ. Khách sạn Hải Phòng cũng bắn ạ. Vâng ạ. Bắn xong rồi ạ. Che hết rồi nhờ. Anh nhắn tin cho cô ấy ạ. Ừ. Đẹp nhở. Hồ đào hoành tráng đấy.
bố mẹ xông nhà chưa? Điện cái máy này ông không nghe đây gọi được mà à.